Một dạng cuối cùng rất đơn giản đó là phản ứng trắng bạc. Đúng không? Phản ứng trắng bạc. Như thầy nói phần lý thuyết đấy là glucose thành hai bạc, rất đơn giản. Hai bạc, viết thế thôi. Đó là C6H12O6 qua AgNO3 trong NH3. Cho nhớ là thu được hai bạc thôi. Đúng không? Và chúng ta cùng nhau làm cái bài tập ở trong này Chúng ta cùng nhau làm câu 19 nhé Câu 19 này Câu 19 người ta cho m gam của glucose Thực hiện bằng trắng bạc thu được 21,6 gam bạc 21,6 chia 108 rất là 0 0,2 đúng không? cho đây 0,2 Và bắt tính cái này Đơn giản này là 0.1 Nhân nó không được là 100 180 chứ bằng 18 g Rất đơn giản, đúng không? Bài số 20 Người cho đây là 20 này 27 g này 27 g tức là chia cho 180 27 Chia 180 Tức là 0,15 mol Họ cho đây là 0,15 mol cơ Glucose Người ta bảo tính bạc à, Tính bạc như vậy theo lý thuyết sẽ là bao nhiêu? 0.15 Nhân 2 là 0.3 Đúng không? Nhưng mà hiệu suất là 90% Thì nó ra là nhân với cả 0.9 nhân với cả 180 108 chứ đâu Tính bằng Cầm đi 29. Được chưa? 0.15 nhân 2 nhân với cả 108 Nhân với cả 0.9 bằng 29 16. Đúng không? Và như vậy, ở cái bài tập số 19 20 này, người cái thác cái phản ứng này. Nguyên tắc vẫn là nếu phản ứng vừa đủ thì ok rồi. Thứ hai là tính hiệu suất thì nhân hiệu suất lên nếu mà cho chất đầu tính chất cuối. Nếu cho chất cuối thì chất đầu thì chia hiệu suất. Đúng không? trên đây là 20 cái bài tập rất là cơ bản và cốt lõi của phần và đây là cái phần kiến thức rất là nền tảng và chắn thi cho em làm chắc nó để có thể làm tốt trong cái thi tiếp theo ok